Trần Thủ Độ quyền át cả vua. Đánh giá về Trần Thủ Độ, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhận xét, Trần Thủ Độ tuy làm tể tướng, nhưng mọi việc không việc gì không để ý, vì thế đã giúp nên Vương Nghiệp và giữ được tiếng tốt cho đến lúc mất. Thái Tông Hoàng đế có làm bài văn bia ở Sinh Từ để tỏ lòng đặc biệt quý mến ông. Thái Tông lấy được thiên hạ đều nhờ mưu sức của ông cả, vì thế ông được nhà nước dựa cậy, quyền át cả vua.